Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia, tập trung thúc đẩy triển khai phát triển và sử dụng các nền tảng số. Nhằm tập trung thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trên nền tảng số phục vụ chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khai thác sử dụng có hiệu quả, rà soát và thực hiện kết nối chia sẻ thông tin, đảm bảo các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số, chủ động cập nhật thường xuyên phối hợp và thực hiện theo các yêu cầu hướng dẫn của bộ ngành trung ương chủ quản trong việc nâng cấp phát triển các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực. Trên nền tảng số phục vụ doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiếp tục phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEs chuyển đổi số, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện triển khai áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Trên nền tảng số phục vụ người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nền tảng số phục vụ người dân, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn thúc đẩy mọi người dân sử dụng nền tảng số được công bố tại địa chỉ congdanso.mic.gov.vn. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, đã có 10 trên 13 chi cục thuế và phòng thanh tra kiểm tra thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2022. Đó là phòng thanh tra kiểm tra thuế số 3, các chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột, Krông Bắc, Ea Súp và 6 chi cục thuế khu vực là Chư Mờ Ga Buôn Đôn, Buôn Hồ, Krông Năng, Ea Hờ Leo, Krông Búc, Ea Ca Madrak, Lắc Krông Bông và Krông Ana Chư Quỳnh. Về tổng thể, tính đến hết tháng 10 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thực hiện là gần 4.947 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán pháp lệnh, đạt 105,3% dự toán tỉnh Đắk Lắk giao. Các khoản thu đạt cao so với cùng kỳ năm 2021 gồm thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14,5%, lệ phí trước bạ tăng 68,5%, tiền thuê đất tăng 20,7%, phí và lệ phí tăng 14,4%, thu từ sổ số kiến thiết tăng 14,7%. Hiện nay, mặc dù đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 trước 2 tháng, nhưng từ nay đến hết năm, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và các chi cục thuế tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế, khai thác tăng thêm các nguồn thu, thông qua việc rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước để thu đúng, thu kịp thời các khoản thuế phí và lệ phí vào ngân sách nhà nước. Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết tháng 10 năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đón tín hiệu tích cực từ hoạt động thương mại. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng, tăng gần 10% so với tháng trước. Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 10 năm 2022, sức mua của người dân ổn định, giá cả một số mặt hàng nhu yếu phẩm tương đối bình ổn, không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá đột biến, doanh thu hoạt động bán lẻ, hoạt động dịch vụ duy trì ổn định. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2022 đạt 124 triệu đô la Mỹ, tăng 9,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 1,27 tỷ đô la Mỹ, đạt 105,8% kế hoạch, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng xuất khẩu một số mặt hàng như cà phê, tiêu điều, sản phẩm từ cao su, sản phẩm ong dự kiến tăng so với tháng trước. Với việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trước kế hoạch trong những tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ, quyết tâm triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu đề ra. Theo Cục Thống kê Đắk Lắk, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh tăng 0,37% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá. Cụ thể, 9 nhóm hàng tăng giá thì nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất với 2,52%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,31%. Nhóm hàng may mặc mũ nón và giày dép tăng 0,87%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,65%. Nhóm giáo dục tăng 0,62%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,48%. Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,42%.
nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24%, nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,18%. So với tháng trước có hai nhóm giảm giá là nhóm giao thông giảm 1,96%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,21%. Giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhân vật liệu đầu vào là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng so với tháng trước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá gỗ keo nguyên liệu tăng, đầu ra của gỗ nguyên liệu cũng khá thuận lợi, nên người trồng rừng sản xuất huyện Madrak rất phấn khởi. Huyện Madrak là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng sản xuất là cây keo lấy gỗ lớn của tỉnh Đắk Lắk với trên 23.400 ha. Hiện giá gỗ keo nguyên liệu được thu mua ở mức 1,4 đến 1,5 triệu đồng một tấn, tăng 300.000 đồng một tấn so với năm 2011. Với mức giá này mang lại thu nhập khá cho các hộ trồng. Thu hoạch keo đúng vào thời điểm giá gỗ nguyên liệu tăng cao, ông Itung Buôn Xá ở xã E Trang cho biết, trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô sắn nhưng do đất kém màu mỡ nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi được sự hỗ trợ hướng dẫn của nhà nước, gia đình ông chuyển đổi cây trồng và liên kết với công ty lâm nghiệp để trồng cây keo lấy gỗ. Nay đến kỳ thu hoạch được giá cao đã mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình. Năm 2022 đây là thấy từ đầu năm là thấy keo nó được lên giá, bà con rất phấn khởi. Để đủ ngày công làm. Để mình thuê là bà con đi làm thuê này cũng đủ ngày công. Thế nhà nó cũng được đầu tư trồng lại. Năm nay là bán giá keo là nói là giá thị trường là giá cao hơn các năm trước. Nói chung là nguồn thu nhập cho bà con đồ năm nay là mong đừng có rớt với giá thị trường như các năm ngoái, cho bà con có nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Theo người dân trồng keo, mỗi hecta thu hoạch đủ tuổi sẽ cho năng suất đạt khoảng 120 tấn. Bên cạnh đó, trồng rừng sản xuất còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần phủ xanh đất chống đổi chọc, chống sạt lở đất. Trong những năm gần đây thì cái giá keo ở trên địa bàn của huyện nói riêng và nói chung ở địa bàn của tỉnh thì có tăng cao so với những năm trước. Cho nên là người dân đã tập trung đầu tư mở rộng cái diện tích, chuyển đổi cái cây trồng và tập trung phát triển cái diện tích cây keo trên địa bàn của huyện để rồi phát triển cái nguyên liệu từ cái rừng trồng. Từ cái phát triển cái diện tích cái rừng trồng thì đã góp phần cho cái phát triển phủ xanh đất trống đồi núi trọc và tạo cái công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn và cái thu nhập của người dân thì ngày càng được nâng cao. Với giá keo nguyên liệu tăng cao, trên địa bàn huyện Madrak đã xuất hiện tình trạng một số ít người dân bán keo non. Do đó, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân không bán keo non mà tiếp tục đầu tư chăm sóc đến chu kỳ thu hoạch để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đồng thời tuân thủ kế hoạch sản xuất để bảo đảm phát triển bền vững rừng trồng sản xuất. Huyện Madrak cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư cụm công nghiệp tại địa phương và tăng cường kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực chế biến lâm sản để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo đầu ra và nâng cao hơn nữa giá trị cho rừng trồng sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thực hành tiết kiệm theo lời Bác. Năm 2003, Đảng ủy phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập mô hình hũ tiền tiết kiệm lan tỏa yêu thương và giao cho Hội chữ thập đỏ phường triển khai để hỗ trợ các gia đình khó khăn. Đến nay, mô hình ngày càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Dung trước đây là lao động chính trong gia đình. Thế nhưng năm 2021, căn bệnh tiểu đường đã khiến chân bà bị hoại tử. Hiện tại cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào việc chạy xe thổ của chồng bà là ông Nguyễn Văn Thơ, năm nay 68 tuổi. Ông bà có hai người con, trong đó có một người mắc bệnh tâm thần. Trước tình cảnh của gia đình bà Dung, Hội chữ thập đỏ phường Tân Thành thường xuyên thăm hỏi động viên, hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Thời gian qua, nhà tôi khó khăn, thập chữ đỏ thì cũng hỗ trợ, giờ ở phường ở khó rồi. Giờ ở tỉnh, ở huyện gì đó, người ta cũng hỗ trợ dùm, cũng qua thời gian khó khăn cho gia đình con. Thì con cũng cảm ơn tất cả mọi người.
bị liệt hai chân, mắt lại mờ. Hiện bà Nguyễn Thị Kiệm đang ở với gia đình người con gái duy nhất, nhưng chị cũng đang mắc bệnh tiểu đường nặng. Thương cảm cho hoàn cảnh bà Kiệm, hàng tháng, Hội Chữ Thập Đỏ phường cũng trích số tiền từ nguồn quỹ hũ tiền tiết kiệm lan tỏa yêu thương để hỗ trợ bà, khi thì chục cân gạo, lúc thì mắm muối, đường sữa, vân vân. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã giúp đỡ cho tôi. Trong thời gian qua, tôi đã nhận được một số gạo, mì, trứng. Tuy rằng nó có ít, nhưng mà tấm lòng của Hội Chữ Thập Đỏ quá nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xuất phát từ thực tế, trên địa bàn phường vẫn còn không ít hộ khó khăn. Năm 2003, Đảng ủy phường Tân Thành đã quyết định thành lập mô hình hũ tiền tiết kiệm lan tỏa yêu thương để gây quỹ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn và giao cho Hội Chữ Thập Đỏ phường triển khai thực hiện. Đây cũng là một việc làm thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tính nhân văn, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên Chữ Thập Đỏ và nhân dân trên địa bàn. Hiện có 7 trên 13 chi hội Chữ Thập Đỏ đã triển khai mô hình trên tinh thần tự nguyện, đóng góp của các hội viên. Đến nay, các chi hội đã huy động được hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ quà tiền mặt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mua bảo hiểm y tế, thuốc men cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, giúp hội viên khó khăn vay vốn buôn bán nhỏ, vân vân. Với mục tiêu là không ai để lại phía sau, từ cái mục tiêu đó thì các chi hội đã vận động trong các mạnh thường quân, rồi những cái nhân dân trong địa bàn đã tự nguyện đóng góp xây dựng cái quỹ hội. Bước đầu thì cái quỹ hội nó cũng chưa nhiều, nhưng qua cái việc hình thành cái quỹ đó đã giúp đỡ được những cái hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, như là ốm đau, bệnh tật, hoặc là có cái cơ hội thoát nghèo qua cái đồng vốn nhỏ giúp đỡ đó. Thì có thật là đây là một cái chủ trương, một cái công việc tuy nhỏ, tuy nhiên mà nó đã góp phần giúp cho các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vươn lên trong cuộc sống. Cái hình thức quyên góp này thì nó hoàn toàn là tự nguyện, trên cơ sở là tinh thần tự nguyện. Thì khi chúng ta đã tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và cái phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh thì mọi người dân với lại hội viên thì đều hiểu và đều là rất là hưởng ứng ủng hộ. Số tiền hội viên đóng góp thì là tùy theo cái gọi là cái khả năng kinh tế của mình, tùy theo lòng hảo tâm của mình. Thì có những người ta có thể đóng góp 10.000, 20.000, nhưng cũng có những hội viên thì hoặc là nhân dân thì người ta đóng góp tới 100, 150, 50 thì đó tùy cái lòng hảo tâm. Để lan tỏa hành động nhân ái trong cộng đồng, thời gian tới Đảng ủy phường Tân Thành sẽ nhân rộng và triển khai mô hình hũ tiền tiết kiệm đến các chi hội Chữ Thập Đỏ còn lại trên địa bàn.